Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một nhà máy sản xuất phân bón ở bang Texas có thể đã làm hàng trăm người thương vong, theo lời một quan chức an ninh công cộng ở bang này. Cảnh sát ước tính sơ bộ rằng có từ 5 tới 15 người đã tử vong trong vụ nổ này và nói rằng số người tử vong có thể còn tăng cao hơn khi công tác tìm kiếm tiếp tục. Một người vừa bị bắt giữ ở bang Mississippi vì đã gửi những bức thư chứa chất độc đến cho các chính trị gia, trong đó có Tổng thống Obama. Cục điều tra liên bang FBI cho biết, người bị bắt là ông Paul Kevin Curtis, 54 tuổi, sinh sống ở thành phố Corinth thuộc bang Mississippi. Một cuộc chạy bộ thầm lặng đã được tổ chức ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia để thể hiện sự ủng hộ dành cho những nạn nhân của vụ nổ bom trong cuộc đua marathon ở Boston hôm thứ Hai. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.